làm lẹ đi, không có thời gian đâu. Xin ơi, không có câu giờ như vậy được. Nhắc một chút xíu tiêu. Ủa nãy trong clip có khúc này không vậy? Nó che hết cục giò rồi. Một cái tô sạch à? Dạ đã xong à. Đã xong à. Hiện tại mình có những thứ chương trình cung cấp, ví dụ như cà chua, bún và các loại gia vị, gia vị của Jinsu. Còn mình không thiếu thứ gì. Dạ. Cái gì cũng có hết. Cái gì cũng có. Vậy mình chơi chi nữa? Nghỉ đi. Nghỉ về. Về thôi. Không lẽ giờ vô nấu bún nghẹ rau nhúc thì bởi chán không à. Được nản lòng như vậy. Ủa, ông mà... trời ông đóng mình cánh cửa này thì sẽ mở cho mình một cánh cửa khác. Đúng vậy, cánh cửa khác là kế bên cái chỗ vực thẳm và vực sâu, bước ra cái là sụp luôn. Mà sắp tới là có một cái luật nữa, đó là bị một người làm ổ xin á, hồi đầu chương trình có giao á, nhớ không? Bên đây không cần. À cần chứ. Cần ổ xin hả? À cần chứ, anh biết mà, bên nhà em đâu phải biết nấu ăn. Nhưng mà mình phải biết chọn người chứ, không có chọn rồi đúng người thì đúng, người đó làm hãy sai. Hãy chọn một người làm ổ xin. Gì đó, đừng mà. Thế khỏi, khỏi đọc gì, khỏi đọc. Dạ. Đó. Dạ. Đi. Đổi lại một nguyên liệu là gì? Đổi lại một nguyên liệu là lấy giò heo. Lấy giò heo hả? Lấy mọc hoặc giò heo chứ không có rồi ăn gì. Trong cái tô còn cái gì đâu mà ăn. Lấy một dĩa mọc. Mọc. Rồi, chương trình sẽ cung cấp một dĩa mọc. Dạ. Mời nấu ăn. Đi vô. Đi vô. Ê, ô xin chứ phải đô lệ mấy đứa ơi. Thật là hào hứng quá đi. Thưa quý vị thân mến, đội Harry hiện tại đang có 20 điểm, nhưng không cần dùng. Vâng, đâu có dùng. Đội mình hồi nãy mình có 10 điểm. Dạ. Dùng không? Dạ không. Không ạ. Dạ tụi em để dành 10 điểm, chứ còn giờ em không muốn mất hết. Ủa sao chị buồn chị vậy? Nghịch tử. Đứng đâu đây? Đi lại kia. Sao mọi người đối xử đàng hoàng với mẹ tôi quá vậy? Ngồi xuống. Quỳ xuống. Đội lên. Đổ một cái lặn đòn rồi chưa? Cầm. Ủa sao giống vô trong kia vậy? Ôi, có gì vậy? Trời ơi, làm gì vậy? Ba ơi, ba ơi, có chuyện gì vậy? Ba muốn gì để con đi lấy cho ba? Thôi con là con gái xinh đẹp, đâu có làm những cái chuyện như thế này trời được. Trời ơi, ba đổ nước như vậy rồi làm sao? Tấm cám phiên bản trà. Ủa, nước kìa. Nói là... Lau nhà đi. Trời ơi. Cha nói vậy mà, cha chỉ con vậy mà. Rồi, ai lau, ai nấu, nấu. Vô. Nấu đi. Tiền thẻ lau hết phim trường luôn cô. Ủa em là đội trưởng mà mọi người sao mà. Không, em vừa qua đội thiết kế rồi. Mỗi đội có 10 phút để nấu ăn. Lẹ nhanh về nấu nữa ba ơi. Bắt chị vô nấu đi. Ủa? Bên này không có cái gì để nấu. Vô nấu kìa. Nấu. Nấu nước sôi lên đi, cái đồ nước lèo kìa. Mẹ em có làm gì sai không à? Ủa làm gì vậy? Không làm gì vậy? Không. Cái gì? Ăn cắp giặt hả? À, không có, cái này tôi thấy còn dư. Tôi cho con tôi. Trời ơi, ăn cắp giặt vậy được luôn à? Mẹ ơi, đi về mẹ ơi, mẹ. Con nhớ mẹ quá. Dạ xíu nữa tôi qua lại liền. Bà chú nhớ con, bà nhớ con. Mẹ ơi, tôi con nhớ mẹ quá. Không có à? Không có về nè. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Không có em về. Không có. Tôi con nhớ mẹ lắm. Mẹ cũng nhớ con nữa. Con hết nhớ mẹ rồi. Ủa, trời ơi, bạn cấp làm chi cái đồ mình có rồi vậy? Trời đất ơi, sao không đấy? Để mình qua lấy mình copy. Trời ơi, bạn ăn cắp gì trắng trợn gì trời. Em xin một trái cà nhỏ này được không ạ? Một trái cà nhỏ thôi ạ. Ok. Dạ, cảm ơn anh Lâm rất nhiều. Ê, trả cái cục giò đây. Bỏ vô rồi. Bạc Hà mình có phải ngâm muối để bóp không anh Giang? Có. Ôi, mình còn khúc rễ bạc hà, mình đem ra ngoài sân, mình trồng, để mai mốt nó ra bạc hà, để hái vô ăn tiếp. Hỏi chồng bạc hà kìa. Mình có một con dao và mình đi ra vườn. Ô, mình hết cái bạc hà. Rửa với lá hồng, rửa mắt tôi chép người ta ăn đó.
giờ bóp rửa. Đúng rồi, giờ ta bóp, ta cắt xong ta bóp muối mà. Đó, có người mẹ mà người mẹ giờ đi ở đợ rồi. Thôi mình đi chơi thôi. Đi có gì đâu Harry. Bây giờ không có dám bỏng nên nấu bạn gì kìa. Ok. Có biết nấu ăn không? Không nha sớm. Có biết nấu ăn không? Không biết lắm. Không biết luôn hả? Chị có dạ biết rồi, chị có dạ biết rồi, không phải biết hết trơn. Mẹ ơi mẹ, nhà không có dầm ăn. Không có dầm ăn, ăn bằng cài gì. Con về đi, lát nữa mẹ về thăm tụi con. Mẹ ơi, dầm. Bên này hả? Đi đâu à Harry? Có gì làm nhưng qua chơi thôi. À, ủa sao đứng ngoài vậy? Đi về vậy? Dạ cô cậu ơi, bên nhà tôi không có dấm. Không mấy cô cậu cho nhà tôi miếng dấm được không cô cậu? Vậy một hả? Một chút, một vài giọt nhỏ thôi à. Để tình tôi làm ở đây, nãy giờ làm tôi làm mọi đó. Cho vài giọt dấm. Thôi được rồi. Cảm ơn cô cậu phước đức ba đời để lợi. Thấy tội nghiệp. Đây. Dạ cảm ơn cậu. Rồi. Nó một giọt như giọt nước mắt vậy mẹ à. Làm sao nấu? Cậu ơi, cậu làm ơn cho trót. Không tin nữa về lấy chanh nấu. Wow. Cà tinh quá. Coi chừng đắng nha. Cái màu cam cam á. Nghệ. Nghệ, đúng rồi. Mình bên phải này cắt sâu nghệ. Trước rồi, thôi đổ cái này đi cho cái muỗng. Đúng rồi. Không biết làm gì hết trơn. Ai cha. À, nhà mình có người làm thấy thoải mái quá ha. Không làm gì hết trơn. Đi chơi đi em cứ đi chơi đi. Chừng nào chơi có nha. Ăn về. Ừ. Làm lẹ đi, không làm có thời lẹ gian đâu. Xin ơi. Không có câu giờ như vậy được. Ờ. Nhắn một chút xíu tiêu. Ủa nãy trong clip có khúc này không vậy? Nó che hết cục giò rồi. Một cái tô sạch à. Dạ đã xong à. Đã xong à. Mẹ. Mẹ ơi về. Chưa con ơi, từ từ con ơi. Có gì? Mẹ. Ủa, xong rồi hả? Xong rồi. Thiệt đó hả? Không tin. Cho coi, ủa, coi. Nhanh vậy? Cho coi, cho coi. Cho coi đó. Trời ơi, ngon quá vậy. Ủa, cục giò ở đâu hay vậy? Cục giò. Nhìn cũng được chứ bộ. Sao đội này làm lâu quá vậy? Hả? Sao lâu dữ vậy ta? Chúng ta còn 30 giây. Chút xíu thôi, lấy chút xíu thôi. Mẹ ơi. Ok, ok. Cái gì ok ok hoài vậy, làm lẹ đi. À, dạ, dạ, dạ. Cho xin cái muỗng để tôi đem đếm đi à. 10. Dạ dạ cái muỗng để tôi. Dạ chờ xíu à. Không coi thôi, có làm gì đâu mà sao đẩy dữ vậy. 7 gì vậy? Coi thôi à, không 6, có gì hết á. Coi thôi. Múc đi 5, múc ra đi. 4 múc ra. 3 Quang. 2 Xong rồi. 1 Hết giờ. Ngon quá. Bên kia 4 người, bên này chỉ có 2 người thôi, người ta làm xong rồi. Ủa muối đâu hết rồi? Cho em miếng muối. Xong chưa? Dạ xong. Muối. Giặt mùng bỏ vô chưa? Dạ xong rồi. Cô cậu ra đi là tôi ra liền, tôi múc ra liền. Thưa à. Thưa quý vị. Dạ. Thời gian đã kết thúc, mời lên món. Ô xin. Dạ. Mẹ. Dạ tôi đem ra liền. Ô xin thời nào ông hội đồng? Trời mẹ ơi, tội mẹ tôi. Trời ơi mẹ tôi. Trời ơi, người ta bỏ cái này để đem lên mẹ. Đây mà. Dạ để đâu, tôi đâu có lo mẹ cho mẹ ơi. Mẹ thôi. Rồi, về chỗ. Dạ tôi về tới rồi. Tôi có. Thưa có quý vị. Trời ơi. Như Duy Hề có cuộc chia như ly. Như Duy Hề cuộc chia ly luôn. Không biết bao nhiêu. Để đánh giá cái màn nấu ăn này, chúng tôi sẽ mời ra đây Master Chef Nguyễn Thanh Cường. Xin mời Cường. Lửa bếp bật to che tiếng tinh vi. Đa dạng nguyên liệu cho một món ngon mê ly. Yêu là phải nói, đói là phải ăn. Đến ngay bếp vui cùng vị. Trước khi mình ăn, mình hãy nhìn một bên nhà giàu, một bên có gì nấu đó. Rồi, bây giờ Cường muốn dùng bên nào trước? Em món này đi. Rồi, xin mời. Ủa? Tại sao cô lấy cà chua? Bà Vũ, ra đây. Dạ khoan anh, trước khi anh để cho em. Đừng la mẹ tôi nữa mà, đủ rồi. Sao lại lên đưa kia một cái nguyên cà chua vậy? Ủa rồi cái gì đây, ăn mà đưa bằng dao, rồi ăn cũng mà. Ăn bằng dao. Dạ được cắt cà chua. Trời ơi, thiệt không có nể luôn á. Cậu tha lỗi, tôi lớn tuổi nên tôi quên. Cậu lấy cái muỗng đi anh, mình phải hấp á. Đã. Anh thử một miếng nước dùng trước à. Đúng rồi, phải chan lên. Trời đâu bé, người ta Master Chef mà lo gì. Lên mấy điều. Con lo quá. Mẹ ơi mẹ. Đừng có lo, mẹ nấu ăn ngon lắm. Con cũng biết. Tụi con phải tin. Sao anh, tuyệt vời đúng không? Quá trời, ô xin này là của tụi em là tiện. Ăn được không á, cậu Cường ơi. Ngon quá trời luôn. Ngon quá trời luôn. Cho anh miếng nước đi. Sao vậy? Tôi nêm nếm vừa ăn dữ lắm rồi. Ngon mà đúng không? Mình bỏ 3 chai nước mắm chinh su hả?
hết chai nước mắm chân ru này để mới vừa được uống. Ủa sao vậy cậu? Sao vậy? Bà Niêm quá mặn. Ủa thì cái khẩu vị mẹ tôi ăn mặn như vậy. Rồi tôi cũng nêm rồi thấy mặn rồi, giờ mời bên đây. Tụi con nấu ăn có được không vậy? Tụi con không biết làm gì hết trơn á. Mẹ lo quá. Đâu nó chỉ cỡ nhà hàng thôi à. Không, chưa ăn thấy mặn rồi. Sao anh ăn đi. Nước mắt quá trời rồi. Trời ơi. Rồi, mời nhận xét. Thôi. Rồi, mời nhận em xét. Thấy có sự chênh lệch về cái vị giác. Dạ. Bên mặn quá, bên lạc quá anh. Thực ra thì đâu phải là tụi em làm đâu. Cái này là do ai phá thôi. Do bà vú hại tụi em. Đúng rồi. Em nghĩ bên đây là 6 điểm. Bên đây 6 rưỡi. Vẫn hơn. Đúng rồi. Thôi đừng mà tôi thấy tụi tôi không xứng đáng đâu. Thưa quý vị, ở cái vòng này cả hai đội đều chơi một cách mờ ám. Không đội nào có điểm. Phải bà vú. Bây giờ phạt đi. Phạt cái gì? Đội đó ăn hết tô đó đi. Đội này ăn hết tô này. Bây giờ ai làm món này thì người đó làm ăn đi. Ai nấu thì ăn. Mẹ em xỉu rồi, mẹ em bị cao máu, mẹ em xỉu rồi. Này sợ quá.